Khánh xin chào ông bà, cô bác và anh chị đến với nội dung tiếp theo trên kênh Thành Mai Tây Bắc. Buổi sáng nay là em Mai em đang hái rau. Hái rau là cho những bạn đồng hành mới. Những bạn đồng hành mới là ở nhà cùng em Mai. Hái rau cho các bạn đấy ăn. Em Mai là em hái những lá rau già. Chào Mai, xin chào ông bà, cô bác và anh chị. Em Mai là em đang băm rau. Mầm rau cho các bạn ăn. Lấy con dao chặt xương để băm rau. Nhà Thành thì những con dao mỏng thì chưa sắm được, dùng tạm con dao to đã. Con dao đấy chắc cũng bạn băm mỏi tay lắm à? Mỏi tay không? Còn hơn con kia nó bị cùn hết đấy. Hôm qua chồng đứa con kia đâu rồi? Cùn hết á? Cùn hết rồi, mà đi mày nó cũng không sát lại. Bằng này có đủ cho các bạn ăn không? Vâng. Đủ một bữa rồi ạ. Bây giờ em Mai này em lấy thức ăn của các bạn là trộn vào với rau. Thức ăn của các bạn là cám gạo thôi. Đây là cám gạo nguyên chất. Các bạn ăn cơm thôi. In. Đây là ba bạn mới đồng hành cùng em Mai. Ba bạn này là giống lợn bản đấy, nhưng mà bố là lợn trắng thôi. Nếu mà để nguyên lợn bản thì rất là mỡ, nên là Thành mua mẹ lợn bản, bố lợn siêu lạc thì sẽ ra các bạn là lợn rất là nạc. Em Mai thì em đang chuẩn bị đồ này. Thì ra bên nhà chị Vân là giúp chị Vân nhổ mạ. Mai nhà chị Vân cấy. Bây giờ Thành cho các bạn heo này. Thêm một ít thức ăn nữa. Cho các bạn ít cơm cho các bạn ăn. Nhà anh Tuyển năm nay ở đây là cấy muộn do chị Vân bị ốm ấy, nên công việc chậm lại.
Cái bà này yếu quá. Chào cả nhà nhá. Vâng. Hôm nay nhổ mạ nhà chị Vân là có cả em đi. Chị Vân có thuê em đi ra đây nhổ mạ cho chị Vân. Hôm nay nhà Thành Mai là ở nhà là cho lợn ăn với dọn. Giữa nhà cửa lên ra muộn. Bác thợ cả là không đi xây là ở nhà cày ruộng. Cày ruộng để cấy, lấy thóc ăn. Em đi là em mặc áo màu hồng, đội mũ màu hồng. Em đang gấp áo mưa lại. Đang là trời mưa nên mọi người mặc áo mưa để nhổ mạ. Đội lón màu vàng kia là chị Vân. Vân thì sức khỏe thì khỏe hơn một chút rồi nên chị đi làm. Nhưng chị Vân thì vẫn phải điều trị thuốc. Ruộng nhà chị Vân mới đắp ấy nên mềm quá, Thành không ra nói chuyện được, trò chuyện cùng mọi người được. Thành quay từ xa thôi, quay từ xa xem mọi người nhổ mạ thôi. Bây giờ Thành đi sang phía chỗ anh Tuyển để quay anh Tuyển cái bừa cho ông bà cô bác và anh chị cùng xem nhá. Em chào anh nhá. Vâng. Hôm nay nhà mình cày bừa để mai cấy à anh? Cày bừa để cấy mà. Có tí ruộng. Vâng. Em thấy mọi khi nhà anh là cũng cấy cùng mọi người đấy. Năm nay anh cấy muộn thế. Năm nay cái lúc theo mẹ đi ốm rồi đi mổ nên gieo sau họ mấy ngày. Mọi năm thì cấy xong. Vâng ạ. Này. Đấy ruộng nhà anh có bằng này thế à? Nhưng mà không cấy được hết. Vâng. Cấy được tí chỗ này lấy thóc ăn thôi, còn trong kia anh cho họ cấy. Trong kia nhiều hơn chỗ này. Vâng ạ. Mà cho họ cấy. Cái chỗ này đủ ăn nửa năm rồi anh ạ. Thế đâu. Cấy hai vụ thì đủ ăn một năm. Không. Nếu mà ăn không thì chỉ vụ thôi. Vâng. Cái này được 20 bao. À 20 bao liền à? Nhiều hết rồi. Chị Vân khỏe rồi à anh? Khỏe thì chưa đâu nhưng mà khỏe tí thì đi làm được lúc nào đi chứ. Chị vẫn điều trị thuốc cho anh? Bây giờ chưa. Về uống thuốc xong là đến tháng 5 này mới lại đi uống thuốc thì không biết gọi trị sẹ hay là cái gì iốt ý. Vâng. Anh chả biết. Họ hẹn đến tháng 5 này. Thế hôm nọ cái hạch của chị là có kết quả cho anh? À, có rồi. Cái kết quả ra sao anh? Họ bảo là nó thuộc hệ ung thư. Ung thư cái gì gọi nó gọi là có xâm lấn. Nó trong ấy nó gọi là có xâm lấn nhưng mà như mình thì mình gọi là u di căn ấy. Nó thuộc dạng bệnh hiểm nghèo. Thế có thuốc điều trị không anh? Bây giờ chỉ có chờ mổ, với lại mổ xong rồi bây giờ chỉ có trị sẹ thì còn gọi là uống thuốc trong kia họ hẹn là uống cái gì, cái thuốc iốt hay cái gì anh chả biết. Vâng. Khỏi hay không thì bây giờ thì phải chờ vào bác sĩ với chờ vào thuốc chứ còn giờ mình sao biết được. Đây là cháu Chí, con trai của anh Tuyển. Anh Tuyển đang hướng dẫn cháu Chí việc cày bừa để sau này chuyện là người già sức yếu rồi thì không sử dụng được máy này nữa thì có con trai mới dõi. Ruộng trên là vừa xong rồi nên anh phải cho xuống ruộng dưới.
Công nhận là cái máy bừa của anh Tuyển là bừa rất là nhanh. Sau một lúc thì bừa đã sắp xong cái mảnh to này rồi. Bừa nhanh gấp mấy lần ở máy bé đấy. Máy bé thì chỉ thích hợp bừa lên những mảnh ruộng ở trên vùng cao thôi, ruộng bậc thang thôi. Còn ở khu dưới thì dùng cái máy này thì bừa rất là nhanh. Các chị em thì vẫn cầm cụi đang nhổ mạ. Chị Vân này đang bị bệnh nhưng chị rất là chịu khó trong công việc ấy, khỏe một chút là chị tiếp tục công việc làm ruộng rồi. Hôm nay thời tiết khá là lạnh mà chị vẫn lội xuống ruộng. Ở cuối ruộng kia bé quá. Ui, anh Tuyển là xích ngã. Cuối ruộng kia bé quá. Anh Tuyển anh bừa cho cháu Chí. Anh Tuyển là bừa về số nhanh quá chăng ấy. Thế anh bóp là côn nó không ăn, gọi là phanh ấy. Cái phanh là anh xích ngã ở đoạn kia. Anh Tuyển anh đang sửa lại cái máy cày của anh. Máy cày của anh là do cái dây côn là không cắt. Không cắt thì bánh anh bóp thì nó vẫn quay ấy. Anh vừa lấy đồ là vặn xong, sửa xong rồi. Bây giờ hai bố con anh Tuyển lấy cái cây là lùa vào cái bánh lồng là khênh cái máy cày quay sang một bên. Đây là cách quay bằng cơm máy cày của anh Tuyển đây. Hai bố con đang dùng hết sức để quay đầu lại con trâu sắt. Thế là quay con trâu sắt xong rồi. Bây giờ tiếp tục công việc thôi. Anh Tuyển anh đang lấy cái tay quay để khởi động cái máy cho lổ. Quay cái máy này phải có kỹ thuật với có sức cơ, nó mới nổ được. Có sức mà không biết cách quay thì cũng không nổ được cô bác ạ. Bắt đầu anh chuẩn về số. Bắt đầu là đi. Đấy. Đấy. Đi con trâu sắt này. Chị Vân là chị về trước. Chị về trước là đi đón cháu Bảo. Em chào chị nhá. Đi đón Bảo hả chị? Sao chị không để cơ thể mình khỏe đã rồi mới đi làm? Không vui. Đấy, trời thì lạnh. Sức khỏe còn chưa bình phục. Đã đi nhổ mạ làm gì rồi? Ở trên bờ mà chị đạo thôi. Nhẹ ăn mà có việc lặng đâu. Nhẹ nhưng cơ thể mình đang yếu rồi chị. Thôi chị đi đón cháu Bảo không muộn rồi. Anh Tuyển là anh cày xong cái mảnh to rồi. Còn 3 mảnh nhỏ nhỏ thôi. 3 mảnh nhỏ nhỏ là chiều anh cày lốt. Bây giờ trưa rồi anh về anh nấu cơm trưa để cho các chị em ăn. Vâng ạ.
Như anh Tuyển là có một chiếc ao rất là to và rộng và sâu, rất là đẹp luôn đây. Thì hỏi anh Tuyển xem là trong ao anh có con trai không. Thành xin một ít về thả cái ao bé bé của Thành. Ao của Thành không bằng một góc nhỏ ao của anh Tuyển. Anh Tuyển ơi, ao của anh có con trai không? Không, mấy năm trước anh thả, nhưng mà anh thả các cái loại cá chim ăn hết. Ăn hết à? Ừ, mất giống. Em tưởng có là cho em xin một ít, em thả cái ao Mimi của em. Mất giống rồi. Ao của anh bây giờ đang nuôi những loại cá gì? Đây á. Vâng, ao to rồi. Cá chim, cá trắng. Năm nay anh không nuôi. Vâng. Không nuôi nuôi thả. Nuôi thả như ngày trước nào? Không, không. Lâu lắm rồi em không đến nhà anh đồi cây nhanh nhanh lớn thế. Quế với mỡ à anh? Vâng. Vậy em xin phép anh nhá, lên đồi nhà anh tham quan một chút. Cháu chào bác ạ. Bác ăn cơm chưa ạ? Đây là quế giống của anh Tuyển đây. Anh ươm đây, anh còn đi trồng đâu nữa anh Tuấn? À, trên cao rồi đó ạ. Anh Tuyển trồng rất là nhiều cây cối, cây quế và cây mỡ. Đây là đồi quế nhà anh Tuyển đây, cây quế này to thật đấy. Cây này là cây quế đây. Đây là to tầm 40 phân. Đây toàn bộ đây là cây quế to đây. Bên này là cây quế bé. Anh Tuyển là có một con gà mẹ mà nuôi đúng một con này. Đây, xung quanh bên này là toàn là quế thôi. Ở dưới thì quế chắc là trồng lâu năm rồi nên cây to. Còn ở trên này thì là mỡ. Mỡ như ngày trước anh cũng bán một lần rồi ấy. Đây những gốc mỡ to này mọc lên những cây bé đây. Cây bé này cũng làm đón tay được rồi. Đây là khóm dứa anh trồng lẫn với cây mỡ. Đây là cây chè đây. Anh Tuyển trồng cả cây chè xen kẽ. Đồi nhà anh Tuyển rộng lắm, đi mãi chưa hết đâu. Thôi Thành dừng đến đây thôi, cho ông bà, cô bác và anh chị là chiêm ngưỡng đến đây thôi ạ. Đến đồi nhà anh Tuyển thôi. Thành bây giờ đi xuống thôi. Anh Tuyển không chỉ là anh bên xây dựng đâu, mà anh còn bên nông nghiệp nữa. Anh trồng trọt và chăn nuôi. Anh có cái ao cá to kia ngày trước anh nuôi bán ấy, nhưng mấy năm nay giống cám nó đắt quá, cá thì rẻ nên anh chỉ nuôi cỏ thôi, để lâu năm thì bán được con nào hay con đó thôi, không nuôi như ngày trước nữa. Anh Tuyển vừa từ ruộng về, bây giờ anh vào bếp là anh đang nấu thức ăn để trưa ăn cơm. Bình thường là chị Vân nấu đấy, hôm nay anh Trần vào bếp nấu. Hôm nay kiểu nhà không có nóc. Vâng ạ. Long nhà là đi đón cậu út rồi. Ở bên ngoài đây là bác Tuyến à, không biết là bác đang làm món gì đây. Bác có món gì đây ạ? Chuột.
con chuột bắt, bác bắt ở đâu ạ? Qua bẫy trên đồi. Chuột này chuột rừng hả bác? Đây là hai chú chuột rừng có anh Tuyển anh bẫy được trên đồi. To bằng con rùi bé rồi bác Tuyển ạ. Hai con này bác nấu món gì đấy ạ? Nấu gừng thôi. Không ăn. Vâng ạ. Hai con này say đấy bác ạ. Bác Tuyển là bác mang hai con chuột về để nấu gừng. Chị Vân vừa đưa cháu Bảo về, là chị vào bếp phụ cùng anh Tuyển nấu cơm cho nhanh. Hôm nay anh Tuyển có món xuất vang trâu. Xuất vang bò chị. Đây là xương hầm với rau củ quả. Chị Vân từ đợt đi mổ xong là xuống sắc hẳn luôn anh Tuyển ạ. Hả? Cho băm muối ở đây chưa? Rồi, rồi. Em à, chị từ hôm đi mổ đến giờ ấy, thấy xuống sắc hẳn luôn. Thì làm sao mà đẹp lên được. Ai hiểu vậy, ốm đau bệnh tật thì phải xuống cấp chứ đi. Vâng ạ, à, em Mai à, vừa từ ruộng về thôi. Ly không về đen cơm mà Mai? Bảo là mình à, bảo hai đứa con đi chăn dê không ạ? Bảo là về đen cơm rồi. Cần chìa khóa, cần chìa khóa nhà ấy. Từ đây về nhà Ly chẳng xa, hết 6 cây mà. Thì chủ khóa nhà cầm đi anh ạ. Con đi học về thì không có chủ khóa vào nhà ấy. Thế lúc đi lại quên, quên lại cầm đi không gửi nhà chị Gầu. Sợ anh không nấu cơm. Bảo đừng qua rồi. Cháu Ngân ạ, cháu về cơm lên mâm. Đây là cháu Ngân là con dâu của anh Tuyển đây, vợ của cháu Chí. Nhà anh Tuyển là treo rất là nhiều ảnh luôn đấy. Đây là ảnh con rể. Năm ngoái đây là cháu Chí và cháu Ngân. Đây là bức ảnh dòng họ nhà anh Tuyển đấy ạ. Toàn thể con cháu chắc chít chúc mừng họ. Đây là đồng ngoại. À đồng ngoại à anh? À cụ 104 tuổi. À cụ là mẹ của bà. Mẹ của mẹ anh. Nhà anh có cái giấy công nhận à, dòng họ hiếu học là công nhận dòng họ Ngô. Đây là bức ảnh của bố anh Tuyển và gia đình anh Tuyển. Đây là bố mẹ anh Tuyển đây. Lễ mừng thọ cụ ông Lạp đây, mừng tuổi, mừng thượng thọ tuổi 80. Bên cạnh đây là mẹ anh Tuyển. Đây cháu Bảo đây, chị Vân, anh Tuyển, cháu Chí đứng sau kia. Và xung quanh là con cháu, anh em họ. Đến giờ nhà anh Tuyển ăn cơm rồi. Cháu Thành xin mời ông bà, cô bác và anh chị dùng cơm trưa cùng nhà anh Tuyển. Video đến đây thôi, cháu Thành tạm dừng tại đây đã. Cùng ăn cơm với mọi người. Hôm nay cháu Thành có quay cảnh ở nhà cho lợn ăn. Và em Mai ra nhà anh Tuyển giúp vợ chồng anh Tuyển nhổ mạ để mai cấy. Hôm qua nhà anh Tuyển có quay cảnh ao với cây. Tham quan nhà anh Tuyển một chút. Sức khỏe chị Vân thì trong tình trạng này đang điều trị. Cháu Thành cảm ơn ông bà, cô bác và anh chị đã hỏi thăm sức khỏe chị Vân. Hôm nay video đến đây thôi. Cháu Thành xin chào và hẹn gặp lại ông bà, cô bác và anh chị. Hẹn gặp lại ông bà, cô bác và anh chị trong những tập tiếp theo trên kênh Thành Mai Tây Bắc.